bộ phim Bấy ngọt ngào của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư kết hợp với nhà sản xuất. Kiên nhà đầu tư Minh Hằng đã có buổi ra mắt truyền thông. Và nghệ sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều lần phải hoãn chiếu vì ảnh hưởng dịch bệnh. Bên cạnh dàn sao Việt đầy nổi bật như Quốc Trường, Bảo Anh, Minh Hằng, Diệu Nhi và Thuận Nguyện. Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, sau gần nửa năm trễ hẹn, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng đoàn phim Bẫy Ngọt Ngào từng khiến người hâm mộ mừng hụt khi ấn định ngày công chiếu 31 tháng 12 năm 2021 với chia sẻ đầy cảm xúc. Với việc hoàn chiếu, cộng thêm tình hình dịch bệnh căng thẳng trong suốt 4 tháng qua, đôi lúc chúng tôi khó tránh khỏi cảm giác tiêu cực. Nhưng ekip vẫn luôn đồng viên nhau, cùng chờ đợi rạp phim bự để có thể ra mắt đứa con tinh thần ấp ủ suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, cuối cùng nhà soạn xuất lại tiếp tục lỡ hẹn với khán giả và bộ phim phải rời đến tận bây giờ. Với nội dung xoay quanh câu chuyện hấp dẫn về những người bản thân, pha một chút táo bạo về tình yêu bấy ngọt ngào tái hiện những góc khuất về cuộc sống của những người trẻ hiện đại và hôn nhân một cách chân thật. Bên cạnh đó, phim còn lột tả một trong những vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Hiện nay là mối quan hệ vợ chồng, Bảo Anh, Quốc Trường có thể nói ngoài cặp đôi. Nhưng nhân vật do Diệu Nhi, Minh Hằng hay Thuận Nguyện đảm nhận trong bẫy ngọt ngào đều mang màu sắc riêng, giúp các diễn viên có cơ hội thể hiện bản thân ở những phân cảnh có nhiều, chiều sâu. Được biết, đây là dự án Minh Hằng đảm nhận cả vai trò diễn viên lẫn nhà sản xuất. Vì vậy, bộ phim chính thức chốt ngày khởi chiếu Bé Heo đã có những tâm sự vô cùng phấn khích. Bé Ngọn Ngào đã phải rời lịch chiếu nhiều lần từ tháng 4 sang tháng 5 đến cuối tháng 12 năm 2021. Từ vị trí nhà, đầu tư và sản xuất Minh Hằng cũng mong muốn Bé Ngọn Ngào được công chiếu vào thời điểm dịch bệnh được kiểm soát để khán giả có thể yên tâm ra rạp thưởng thức bộ phim. Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ bộ phim nói riêng và phim việt nói chung. trước đó khi xem qua dân tình từng khá tò mò về những cảnh nóng nhạy cảm của bảo anh và quốc trường khi nói về những phương thức nóng bỏng này đạo diễn đinh hà uyên thư cho biết trong bộ phim điện ảnh của tôi các cảnh hot nhằm để tả tính cách và bi kịch của nhân vật tôi khai thác trừ táo bảo gan góc đó không phải chỉ nằm để bộ phim hấp dẫn, nóng bỏng hơn và khi xem hết phim khán giả sẽ hiểu rõ hơn câu chuyện. Bên cạnh sự lồng lẫy của dàn sao việc bẫy ngọt ngào, thảm đỏ sự kiện còn có dự có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ đình đám như Phương Thanh, Thu Trang, Tiến Luật, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Đài Nghĩa, Ngọc Trinh, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân, Hồng Ánh, Khương Ngọc, Kỳ Lê, Bộ phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 11 tháng 2 và được kỳ vọng đem đến những trải nghiệm thú vị cho khán giả vào dịp Valentine sắp tới hy vọng rằng với những vai diệm đột phá trong hình thức tượng mới Minh Hằng Quốc Trường và các diễn viên còn lại sẽ giúp bẫy ngọt ngào lập được nhiều kỷ lục phòng vé sau thời gian dài để người hâm mộ chờ đợi.